Chào mừng quý khán giả đến với kênh Thế giới cổ đại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói đến sự tiến hóa của nền văn minh vũ trụ. Trái đất, một đốm nhỏ không đáng kể trong vũ trụ. Nếu tất cả các hành tinh trong vũ trụ được so sánh với cát, thì trái đất thậm chí không được tính là một hạt cát. Nhưng thật kỳ diệu, trên chấm nhỏ màu xanh này, sự sống đã được sinh ra. Và kiên trì trong hơn 4 tỷ năm, từ khi bắt đầu hình thành sự sống, thì loài người cũng xuất hiện. Nền văn minh của con người cũng hình thành từ đấy. Bằng cách nghiên cứu bức xạ của nền vi sóng vũ trụ, tuổi của vũ trụ được tính là 13,8 tỷ năm và sai số không quá 20 triệu năm. Từ quan điểm này cho thấy con người thật là nhỏ bé. Nhưng hãy vui lên, vì chúng ta cũng là một nền văn minh nằm trong đó. Vũ trụ trong 13,8 tỷ năm của nó rất có khả năng đã ra đời cũng như hủy diệt vô số nền văn minh. Và nền văn minh của con người mới chỉ tồn tại được 0,0015% thì so với tuổi của vũ trụ. Nếu các nền văn minh ngoài hành tinh khác tồn tại, thì trong phần còn lại là 99,99985% sẽ có bao nhiêu trong tổng số phần trăm còn lại đó được sinh ra? Nếu một nền văn minh trải qua 100 triệu, thậm chí 1 tỷ năm, họ sẽ trông như thế nào và họ đã phát triển hay chưa? Đây thực sự là những câu hỏi khiến chúng ta đau đáu và thật sự cần câu trả lời để chứng minh cho câu chúng ta không hề đơn độc. Năm 1964, một nhà vật lý thiên văn Liên Xô cũ tên là Nikolai Kardashev, sau khi quan sát quasar CTA-102, đã đưa ra một giả thuyết rằng một số nền văn minh trong vũ trụ có thể đi trước chúng ta hàng triệu hoặc hàng tỷ năm. Ông đã tạo nên một hệ thống phân loại các nền văn minh như một tổng thể. Những nền văn minh này chủ yếu phụ thuộc vào hai điều, đó là năng lượng và công nghệ. Năng lượng là điều kiện tiên quyết để phát triển khoa học lẫn công nghệ. Đó là càng nhiều năng lượng mà một nền văn minh tạo ra, công nghệ của họ càng tiên tiến. Mọi nền văn minh đều cần năng lượng để phát triển. Sau đó, theo tiêu thụ năng lượng có thể được sử dụng để đưa ra giả thuyết và đo lường mức độ văn minh tiềm năng. Nó được gọi là chỉ số Kardashev. Kardashev ban đầu chỉ định nghĩa các nền văn minh cấp 3, nhưng các nhà nghiên cứu tiếp theo đã dựa trên mô hình này và mở rộng lên đến cấp 7. Nền văn minh cấp 0 là sử dụng tài nguyên thiên nhiên của hành tinh như cây cối, than, dầu và khí đốt để lấy năng lượng. Dấu hiệu nhận biết của nền văn minh này là bất kỳ tên lửa nào cũng phụ thuộc vào động cơ đẩy nhiên liệu hóa học. Trình độ loại hình văn minh này tương đương với giai đoạn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chỉ có thể bò, chưa thể đứng và đi. Đó là một nền văn minh bị cầm tù trên hành tinh mẹ. Không may, nhân loại chúng ta hiện nay đang ở văn minh cấp 0. Kardashev đã đề xuất một số liệu cho thấy một nền văn minh tạo ra bao nhiêu năng lượng mỗi giây. Theo ông ấy, thì cấp độ văn minh đầu tiên cần tạo ra được khoảng mỗi giây là 10 mũ 16 watt năng lượng. Và nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Carl Sagan đã gợi ý sử dụng trung vị để tạo ra công thức tính cấp độ của một nền văn minh. Trong đó, K là chỉ số Kardashev, P là lượng điện được sử dụng bởi nền văn minh này và được tính bằng watt. Ông đã tính toán chỉ số văn minh nhân loại như sau. Năm 1973 là khoảng 0,7, bởi vì cả nhân loại đã sử dụng 10 terawatt điện vào năm 1973. Và số liệu gần nhất là năm 2015. Tổng mức tiêu thụ năng lượng trên thế giới là 550 esalet, tương đương 17,54 terawatt. Sau đó đặt nó vào công thức này để tính và cho ra kết quả là 0,72. Vậy thì loài người hiện nay đang là nền văn minh cấp 0,72. Tổng năng lượng sử dụng trên mức 0,1 sẽ gấp 10 lần mức trước đó. Vì vậy, từ 0,72 đến 1 vẫn còn khá khó khăn. Nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng Michio Kaku tin rằng con người muốn đạt đến nền văn minh cấp 1 sẽ mất 100 đến 200 năm nữa. Và để đạt được nền văn minh cấp 1 mà chỉ dựa hoàn toàn vào tài nguyên thiên nhiên của trái đất là điều không thể và không nên. Bởi vì những thứ này sẽ luôn cạn kiệt vào một ngày nào đó. Khi đó trái đất sẽ không khác gì sao hỏa cả.
Nhưng để giải quyết vấn đề này, ông đã đề xuất ra hai giải pháp. Đầu tiên là làm thế nào để sử dụng năng lượng hạt nhân tốt nhất. Ví dụ như công nghệ tổ hợp hạt nhân có thể kiểm soát đã từng rất phổ biến trước đây. Tuy nhiên, con người có thể chế tạo ra vũ khí hạt nhân không có nghĩa là con người có thể chuyển đổi đó thành năng lượng. Các nhà máy điện hạt nhân hiện nay của con người chỉ là công nghệ phân hạch hạt nhân rất thô sơ. Để sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân và tạo ra năng lượng thì cần một bước tiến to lớn hơn. Tuy nhiên, trên trái đất này thì con người mới thực sự làm chủ công nghệ tổng hợp hạt nhân và biến nó thành năng lượng sạch. Từ việc sử dụng nguồn năng lượng này, con người đã tiến gần hơn với nền văn minh cấp 1. Và thứ hai là làm thế nào sử dụng năng lượng mặt trời tốt hơn. Năng lượng mặt trời là các vết đen bên trong hoặc trên bề mặt của mặt trời. Năng lượng này được tạo ra bởi các phản ứng tổng hợp hạt nhân liên tục. Mặc dù năng lượng bức xạ mặt trời đi vào bầu khí quyển của trái đất chỉ có 1 phần 2,2 tỷ tổng năng lượng bức xạ của đó, nhưng tổng năng lượng do mặt trời giải phóng cho trái đất mỗi giây tương đương 35.000 lần tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm trên thế giới. Nhưng để chuyển đổi nhiệt mặt trời trực tiếp thành quang điện và quang hóa thì là cả một vấn đề. Ngoài ra, chúng ta còn gặp khó khăn về cách thu thập cũng như lưu trữ nguồn năng lượng này. Nếu như giải quyết được các vấn đề kể trên và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng mặt trời thì đó chính là chìa khóa để nhảy vọt đến văn minh cấp 1. Nền văn minh cấp 1 là nền văn minh có thể sử dụng và lưu trữ tất cả các nguồn năng lượng có sẵn trên hành tinh, bao gồm gió, thủy điện, năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng có sẵn khác. Và tất nhiên, điều này không làm cạn kiệt tất cả các nguồn tài nguyên của hành tinh. Thay vào đó, hãy sử dụng giá trị năng lượng mà mọi tài nguyên trên hành tinh có thể đạt được. Nhưng liệu nó có thể tạo ra 10 mũ 16 W năng lượng mỗi giây hay không? Khi đã đạt được mức độ văn minh này, thì chúng ta có thể sử dụng tất cả các tài nguyên có sẵn trên hành tinh và khéo léo khai thác sản lượng của toàn thế giới. Sau rất nhiều lý thuyết được đưa ra, thì để đạt được nền văn minh cấp 1, chúng ta cần lưu ý những điều sau. Đầu tiên là cần nắm vững công nghệ tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát. Thứ hai là sử dụng hiệu quả năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt và năng lượng sạch như năng lượng thủy triều và phổ biến các công nghệ năng lượng này. Sau khi đạt được nền văn minh cấp 1, thì từ đó chúng ta có thể di chuyển tự do trong biển sâu, bên trong lõi trái đất cũng như quỹ đạo trái đất tầm thấp. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kiểm soát các hoạt động địa chất, hoạt động khí quyển, hoạt động đại dương, sinh quyển và sự tồn tại tự nhiên khác. Tuy nhiên, cần mở rộng sự hiểu biết về trường vi mô để có thể tiến xa hơn. Nền văn minh cấp 1 không cần nhiên liệu hóa thạch bởi vì chúng bị hạn chế và không bền vững. Thay vào đó, các quá trình tự nhiên diễn ra trên hành tinh, chẳng hạn như ánh sáng mặt trời, gió và thủy triều, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Ví dụ như ý tưởng về năng lượng mặt trời trong không gian SBSP do NASA đề xuất là đặt những tấm thu năng lượng mặt trời khổng lồ trên quỹ đạo của trái đất. Vậy là sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi sự khuếch tán do bầu khí quyển của trái đất gây ra khi đặt nó ở vị trí này. Từ đó, nhân đôi hiệu quả sử dụng, không bị ảnh hưởng bởi ban đêm. Phần còn lại là làm thế nào để có thể chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng một cách hiệu quả. Từ đó, việc lấy năng lượng sẽ dễ như lấy oxy. Khi này, tên lửa dân sự cấp 1 không còn sử dụng nhiên liệu hóa học nữa, bởi vì tên lửa nhiên liệu hóa học bị giới hạn về tốc độ. Ngay cả tốc độ vũ trụ cấp 3 cũng không thể vượt qua, đồng nghĩa với việc không thể thoát ra khỏi hệ mặt trời. Vì vậy, nền văn minh cấp 1 sẽ thay thế nó bằng động cơ đẩy lithium ion, máy đẩy hợp nhất xúc tác positron cùng động cơ tên lửa photon. Từ đó, ta có thể dễ dàng vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 3, nhưng việc thu năng lượng chỉ biểu hiện tới văn minh cấp 1. Nền văn minh lúc này phát triển thành một toàn cầu thực sự. Thế giới sẽ có một ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ này sẽ được quảng bá như một ngôn ngữ chính thức trên toàn thế giới và ngôn ngữ mẹ đẻ trở thành phương ngữ. Cho đến nay thì tiếng Anh là khả dĩ nhất và nếu có thể thì hãy dùng tiếng Việt. Tuy nhiên, việc thay đổi này còn phụ thuộc vào sự phát triển và chuyển đổi của cấu trúc thế giới trong tương lai. Từ những điều kể trên thì chúng ta cũng cần một đồng tiền chung và tiền điện tử hiện tại là một nỗ lực trong lĩnh vực này. Thậm chí còn ấn tượng hơn nữa, khi này nền văn minh cấp 1 cũng có thể kiểm soát thời tiết của hành tinh. Mối lo ngại về sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao sẽ không còn là vấn đề. Khi kiểm soát được thời tiết sẽ giúp chúng ta thoát khỏi nguy cơ rơi vào kỳ băng hà tiếp theo. Đương nhiên, khi
khi đó ta cũng có thể thiết lập thời tiết một cách chính xác và chương trình dự báo thời tiết sẽ không còn bị sai nữa. Cùng với việc kiểm soát này, thế giới sẽ điều phối nước mưa tốt hơn, sẽ làm mưa nhiều hơn ở các vùng khô hạn và những vùng ẩm ướt ít mưa. Thời tiết cả năm có thể được ban hành trong tương lai. Bạn có thể lập nhiều kế hoạch khác nhau cho năm tới, bao gồm việc mua sắm quần áo, đi du lịch, thăm hàng xóm, v.v. Nhân loại đặt nền văn minh cấp 1 có thể kiểm soát sản lượng năng lượng của toàn bộ hành tinh như sông, đất, sinh vật và đại dương, thậm chí kiểm soát sự lên xuống của vật chất bên trong lớp vỏ. Con người được chữa khỏi hầu hết các bệnh tật, tuổi thọ sẽ được cải thiện hơn nữa, đạt đến giới hạn của tuổi thọ tự nhiên, đó là khoảng 150 tuổi. Con người rồi cũng sẽ ở trên trời, dưới biển, dưới lòng đất, xây dựng các cơ sở sống khác nhau. Con người cũng sẽ du hành khắp hệ mặt trời và khắp hành tinh. Khi đó, chúng ta sẽ cải tạo mặt trăng, sao hỏa và sao kim, biến nó thành những hành tinh có thể sinh sống được giống với trái đất. Ở giai đoạn này, con người bắt đầu chính thức tiếp xúc với các nền văn minh ngoài hành tinh. Tất cả các nền văn minh ngoài hành tinh đến trái đất một cách công khai và thiết lập quan hệ ngoại giao ban đầu với chúng ta. Lúc đó, chúng ta bắt đầu hiểu rằng có những nền văn minh ngoài hành tinh thuộc phe phản diện trong vũ trụ. Dựa trên nỗi sợ hãi của những nền văn minh thù địch này, chúng ta bắt đầu phát triển thêm về mảng quân sự cũng như sử dụng các máy dò tiên tiến hơn để có thể phát hiện được kẻ địch và tiêu diệt nó. Nhà vật lý lý thuyết Michio Kaku ước tính rằng để con người có thể đạt đến trình độ công nghệ đầy đủ của nền văn minh cấp 1 sẽ mất thêm khoảng 3.000 năm nữa. Vậy còn nền văn minh cấp 2 thì sao? Tại nền văn minh này, chúng ta có thể kiểm soát tổng năng lượng của các ngôi sao. Ví dụ gần nhất là chúng ta kiểm soát mặt trời. Có thể các bạn chưa biết, các ngôi sao là nguồn năng lượng lớn nhất trong thiên hà. Và khi hành tinh nơi có nền văn minh cấp 1 muốn bứt phá lên cấp 2, mà chỉ khai thác mặt trăng, sao hỏa, sao kim là không thể đáp ứng nhu cầu cho sự thăng cấp này. Và điều kiện tiên quyết là làm sao có thể khai thác nguồn năng lượng cần thiết cho sự tiến bộ của nền văn minh. Khi đó, các ngôi sao sẽ trở thành nguồn năng lượng cho bước tiếp theo. Năm 1959, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Mỹ Freeman Dyson, người từng là trợ lý của Einstein, tin rằng nhu cầu năng lượng của bất kỳ nền văn minh công nghệ nào đang phát triển đều đặn và tồn tại đủ lâu chắc chắn không thể tránh khỏi một ngày nào đó sẽ phải tăng thêm về năng lượng. Lúc này chính là lúc sử dụng đến sản lượng năng lượng đầy đủ của ngôi sao mẹ. Ông tin rằng tại thời điểm này cần phải thiết lập một hệ thống có khả năng kiểm soát, khai thác một lượng lớn năng lượng phát ra từ ngôi sao mẹ. Chính từ giả thuyết này, thuật ngữ quả cầu Dyson đã ra đời. Quả cầu Dyson là sử dụng cấu trúc khổng lồ nhân tạo bao bọc hoàn toàn ngôi sao và thu được hầu hết hoặc toàn bộ năng lượng phát ra từ nó. Cấu trúc này được ước tính có đường kính sẽ vượt quá 200 triệu km. Ông tin rằng những cấu trúc như vậy có thể tồn tại trong vũ trụ một thời gian dài và đáp ứng được nhu cầu của một nền văn minh tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng. Nhưng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng nó thật sự quá phi logic. Vì để làm được một siêu cấu trúc như vậy cần quá nhiều nguyên vật liệu. Ngay cả khi sử dụng toàn bộ vật chất của hệ mặt trời cũng không thể xây dựng một quả cầu Dyson. Sao lại nói là không thể? Bởi vì quả cầu Dyson này sẽ phải lớn hơn mặt trời, mà mặt trời chiếm tới 99,86% khối lượng của toàn hệ mặt trời. Mặt khác, với lực hấp dẫn khổng lồ của sao mẹ thì cấu trúc hình cầu của công nghệ này là không hợp lý. Vậy, có cách nào để giải quyết vấn đề này hay không? Để giải quyết vấn đề của quả cầu Dyson thì chúng ta có 3 lựa chọn hợp lý nhất. Đầu tiên là chiếc nhẫn Dyson. Tuy chọn này sử dụng một loạt các bộ sưu tập sao và được sắp xếp trong một vòng tròn bán kính quỹ đạo của một đơn vị thiên văn, chiều dài xấp xỉ khoảng cách giữa mặt trời và trái đất khoảng 150 triệu km. Tâm của bộ thu phân bố đều xung quanh rãnh tròn với góc lệch 3 độ. Cấu trúc như vậy có thể sử dụng 1% năng lượng của ngôi sao. Bạn thấy chỉ số này quá nhỏ phải không? Nhưng không hề. Với giá trị năng lượng này cũng đã là rất tuyệt rồi. Giải pháp thứ hai được gọi là bầy đàn Dyson, bao gồm một số lượng lớn các cấu trúc độc lập quay quanh một ngôi sao. Tất cả các cấu trúc độc lập đều là robot thông minh nhân tạo. Những cấu trúc này vừa là máy thu hoạch năng lượng sao, vừa là các thành phố nhỏ trực tiếp cung cấp môi trường sống hoàn hảo, đồng thời có một nguồn năng lượng gần như là vô tận. Giải pháp thứ ba được gọi là bong bóng Dyson. Giải pháp này không sử dụng phương pháp quỹ đạo, nhưng thông qua áp suất ánh sáng khổng lồ và từ những áp suất này,
chúng ta tạo ra các cánh buồm mặt trời để chống lại lực hấp dẫn của chính nó. Còn khá nhiều vấn đề với phương pháp này trong thực tế, nhưng đối với một nền văn minh cấp 2 thì chúng ta có tiềm năng làm được với giải pháp này. Trên lý thuyết, nếu được xây dựng và triển khai xung quanh một ngôi sao và đã đủ về số lượng vệ tinh cánh buồm, thì một quả cầu Dyson không cố định có thể được hình thành. Kết cấu này có ưu điểm là chịu được áp lực lớn, không nhất thiết phải đạt được khối lượng siêu lớn theo yêu cầu của quả cầu Dyson. Đồng thời, nó có thể hấp thụ phần lớn năng lượng của ngôi sao mẹ. Nhưng nhược điểm là lớp vỏ bong bóng của Dyson với cấu trúc cố định, cộng với tính chất quang học và nhiệt độ giống nhau, nên rất có thể sẽ bị phát hiện bởi các nền văn minh vũ trụ khác. Năm 2009, kính viễn vọng không gian Kepler được ra đời với mục đích tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Kính viễn vọng này sử dụng với mục đích theo dõi chòm sao Thiên Nga và Thiên Cầm, theo dõi chính xác độ sáng của hơn 150.000 ngôi sao. Vào tháng 9 năm 2015, một ngôi sao với mã số là KIC 8462852, cách trái đất 1.400 năm ánh sáng, đã được phát hiện. Sau một thời gian dài theo dõi, họ phát hiện tại đây xảy ra một số hiện tượng không thể giải thích. Nhà thiên văn học nữ người Mỹ Tabitha Boyankin đã phân tích vấn đề này và xuất bản một bài báo nghiên cứu chi tiết về nó. Cô gọi ngôi sao này là ngôi sao của Tabi. Như hình ảnh hiển thị trên video, bạn có thể thấy rằng khi một hành tinh bình thường đi qua phía trước của một ngôi sao, độ sáng của ngôi sao sẽ giảm. Một đường cong giảm dần đối xứng và mượt mà xuất hiện trên đường cong trắc quang. Khi một hành tinh đi ngang qua một ngôi sao, độ sáng của ngôi sao sẽ giảm 1%. Các hành tinh khổng lồ như sao Mộc đi ngang qua mặt trời sẽ chỉ làm giảm độ sáng của mặt trời đi cũng là 1%. Vậy nhưng ngôi sao của Tabi này, lần đầu tiên khi được quan sát, lại giảm độ sáng lên tới 15%. Lần thứ hai được quan sát, độ sáng giảm 22%. Dường như có thứ gì đó rất rộng che đi ánh sáng của ngôi sao Tabi. Và khi các nhà khoa học quan sát tới lần thứ ba, thì họ phỏng đoán rằng có một hành tinh với bán kính gấp 5 lần sao Mộc đang tồn tại ở đó. Nhưng điều này vẫn không giải thích được tại sao độ sáng của ngôi sao này liên tục thay đổi như thế, và không có hành tinh nào ở trạng thái này được quan sát trong vũ trụ cho đến nay. Vì vậy, điều này gợi mở đến sự tồn tại của quả bóng Dyson. Và có một người ẩn danh đã mô phỏng cảnh này trong phần mềm Cosmic Sandbox. Như chúng ta thấy, nếu độ sáng của ngôi sao Tabi bị chặn 22%, vậy thứ chặn nó là thứ gì? Chi tiết này đặc biệt giống trong bộ phim khoa học viễn tưởng Arrival và một cỗ máy khổng lồ đã gây ra hiện tượng này. Sự thay đổi độ sáng không nhất quán của ngôi sao Tabi cho thấy rằng có khả năng tại đây tồn tại một vật thể khổng lồ có thể thay đổi vị trí theo ý muốn và có thể tùy chỉnh các mức năng lượng khác nhau. Bạn có nghĩ rằng đây chính là quả cầu Dyson hay không? Nếu đây thực sự là quả cầu Dyson, thì tại chòm sao Thiên Nga chắc hẳn có một nền văn minh cấp 2 đi trước con người ít nhất 100.000 năm. Sau khi con người đạt đến nền văn minh cấp 2, toàn bộ trái đất sẽ dần dần thống nhất thành một toàn thể, không còn giới hạn quốc gia và khu vực. Khái niệm chủng tộc cũng đang dần biến mất. Lúc này chỉ có một chủng tộc được gọi là người trái đất. Michio Kaku cho rằng loài người sẽ đạt đến nền văn minh cấp 2 trong vòng 100.000 đến 1 triệu năm nữa. Nền văn minh cấp 3 là nền văn minh thiên hà, có thể kiểm soát phát triển năng lượng của toàn bộ thiên hà chủ. Công dân cấp 3 có thể sử dụng công nghệ tương tự như công dân cấp 2, nhưng nền văn minh này đã có thể đưa công nghệ tới các ngôi sao và nhân rộng khắp thiên hà. Trong khi đó, tại trung tâm của mỗi thiên hà sẽ có một lỗ đen khổng lồ, và các thiên hà có thể đang quay quanh lỗ đen này. Vì thế, lỗ đen siêu lớn này cũng sẽ trở thành nguồn năng lượng cho các nền văn minh cấp 3. Khi đó, nếu đầu kia của lỗ đen là lỗ trắng, và theo lý thuyết thì nền văn minh cấp 3 cũng có thể sử dụng và thu thập vật chất bị đẩy ra ngoài để cung cấp một lượng lớn năng lượng, và nền văn minh cấp 3 có thể đã làm chủ được nó. Họ còn có máy đẩy phản trọng lực, máy đẩy lượng tử, máy bay phản lực giữa các vì sao, thứ mà chúng ta hiện có trong giai đoạn tưởng tượng. Bước nhảy không gian đã đạt được, du lịch giữa các thiên hà đã trở nên khả thi. Ngoài ra, nền văn minh này đã chữa khỏi hoàn toàn mọi bệnh tật và tìm kiếm khả năng duy trì cuộc sống vĩnh cửu theo nhiều cách khác nhau, như dịch chuyển ý thức, sinh hóa thân thể, lưu trữ ký ức, có thể nói là vô hạn sinh mệnh. Nhưng cái chết vẫn không thể tránh khỏi ở giai đoạn văn minh này. Ví dụ như sao lưu bộ nhớ bị hủy hoại, nền văn minh cấp 3 đã có khả năng xây dựng một số loại mạng kết nối giữa các vì sao
và thực hiện bước nhảy không gian. Nền văn minh này cũng bắt đầu tìm hiểu về sự tồn tại của các nền văn minh khác trong thiên hà này. Nhưng do sự mở rộng của thiên hà, nên xung đột với các nền văn minh khác là điều không thể tránh khỏi. Chiến tranh giữa các vì sao sẽ là điều tất yếu. Mức độ văn minh này sẽ gia nhập liên đoàn thiên hà và trở thành một phần của toàn bộ liên đoàn hùng mạnh này. Khi đó, mọi thứ sẽ phải làm theo quy định. Ví dụ, không chủ động liên hệ với hành tinh vẫn còn ở nền văn minh cấp 0, chỉ có thể quan sát nó trong những điều kiện nhất định. Sau đó, sẽ thiết lập một khu bảo tồn ở mỗi nền văn minh cấp 0 trong thiên hà. Các nền văn minh cấp 3 cũng phải chịu trách nhiệm bảo vệ các nền văn minh ở những khu vực này. Nền văn minh cấp 3 cũng đã đạt được đến mức mà Kardashev tin rằng đó là giới hạn. Ông cho rằng nền văn minh không thể phát triển hơn nữa sau khi đạt đến cấp độ 3. Nhưng vấn đề là, nếu nền văn minh cấp 3 là nền văn minh cuối cùng, thì vũ trụ của chúng ta có phải quá dễ đoán rồi không? Nền văn minh cấp 3 là nền văn minh thiên hà. Số năng lượng cần thiết cho mức độ văn minh này sẽ mở rộng ra toàn bộ thiên hà nơi nó tọa lạc. Ở cấp độ này, chúng ta đã có khả năng thực hiện bước nhảy không gian. Tuy nhiên, để đáp ứng được bước nhảy xa hơn thì cần rất nhiều năng lượng. Nhưng nền văn minh cấp 3 vẫn chưa đủ khả năng ra khỏi thiên hà, cho nên đây vẫn là nền văn minh bị giới hạn trong thiên hà. Và cấp 3 cũng là nền văn minh cuối cùng theo lý thuyết của Kardashev. Nhưng sự thật không phải như vậy. Các nền văn minh vẫn tiếp tục phát triển. Vậy các nền văn minh sau cấp độ 3 sẽ như thế nào? Điều mà Kardashev nghĩ là không thể đã xảy ra. Chúng ta đã vượt qua cấp độ 3. Nền tảng của sự tiến hóa này là công nghệ năng lượng. Đây là nguyên tắc cơ bản cung cấp cái nhìn sâu sắc về những nền văn minh có cấp cao hơn về sau. Nền văn minh cấp 4 là nền văn minh vũ trụ. Ở giai đoạn này, dấu chân chúng ta đã trải khắp vũ trụ, thu hoạch năng lượng sao trong các thiên hà khác nhau, không còn khiến chúng ta cảm thấy hài lòng. Rong ruổi khắp thiên hà với tàu con thoi, họ tìm đến các nguồn năng lượng lớn hơn. Họ tìm thấy các sao neutron. Đây là một số lượng nhỏ các ngôi sao đã đạt đến giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa. Sao neutron là tàn tích từ vụ nổ siêu tân tinh, khi ngôi sao khổng lồ chết do cạn kiệt nhiên liệu ở phần lõi. Các bạn có thể hình dung như này. Sao neutron là lõi thu gọn của một ngôi sao siêu khổng lồ, có tổng khối lượng từ 10 đến 25 lần khối lượng mặt trời, nhưng được thu gọn lại chỉ bằng kích thước của đỉnh Everest khi nén vào một quả cầu thủy tinh, hoặc như việc nén trái đất thành hình cầu, có đường kính 22 mét. Nếu con người đứng trên một ngôi sao neutron, lực thủy triều sẽ ngay lập tức nén cơ thể con người vào trạng thái hạt, và khi ngôi sao neutron đạt đến giới hạn của nó, bạn biết điều gì sẽ xảy ra không? Vụ nổ siêu tân tinh giải phóng năng lượng tức thì bắt đầu xảy ra. Những ngôi sao sáng nhất chúng ta thấy trên bầu trời đêm có thể là dư quang từ một vụ nổ siêu tân tinh hàng tỷ năm về trước. Vậy vụ nổ siêu tân tinh sáng như thế nào? Các nhà khoa học đã ước tính nếu một vụ nổ siêu tân tinh xảy ra ở vị trí của mặt trời, tỷ lệ thu được khi tính ở khoảng cách từ nhãn cầu của bạn, thì độ sáng của vụ nổ này gấp 9 lần ánh sáng khi kích nổ bom hydro. Độ sáng cực cao như vậy cho thấy rằng rất nhiều năng lượng đã được tạo ra trong thời điểm đó, và nền văn minh cấp 4 tận dụng năng lượng từ các vụ nổ siêu tân tinh này. Việc thu lợi ích từ các vụ nổ này tiết kiệm năng lượng hơn nhiều so với việc cất công tìm kiếm những ngôi sao lớn nhất trong thiên hà. Nhưng mỗi thiên hà cứ sau 100 năm sẽ chỉ có từ 3 đến 5 vụ nổ siêu tân tinh. Vì vậy, để thu được trọn vẹn năng lượng thì bắt buộc phải dự đoán và nhanh chóng lắp đặt bộ thu tại các ngôi sao sắp phát nổ này. Và nền văn minh cấp 4 giải quyết vấn đề năng lượng như vậy đấy. Sự khác biệt giữa nền văn minh cấp 4 so với nền văn minh cấp độ 3 là nền văn minh cấp độ 3 có thể tạo ra các hố sâu nhân tạo. Tuy nhiên, những hố sâu này rất nhỏ và nó đóng góp ngay lập tức bởi chưa có nguồn năng lượng đủ lớn để duy trì trạng thái hoạt động của nó. Nhưng nền văn minh cấp 4 đã tìm ra nguồn năng lượng đủ lớn để tạo ra, duy trì các hố sâu nhân tạo, đóng vai trò là một hành lang giao thông để di chuyển đến mọi ngóc ngách của vũ trụ. Họ phải tận dụng các thiên thể hùng mạnh trong vũ trụ, chẳng hạn như trường hấp dẫn khổng lồ được tạo ra bởi các lỗ đen để nhảy vào không gian. Tận dụng trường hấp dẫn tự nhiên trong các vũ trụ này để đặt các tọa độ nhảy như những nhà ga hoặc sân bay cố định. Không dừng lại ở đó, các nền văn minh cấp 4 đã vượt qua nghiên cứu về sao neutron. Họ tìm thấy bên trong có một loại vật chất lạ, loại vật chất có áp suất âm. Hãy thử hình dung, nếu bạn cố làm nổ một quả bóng bay bằng chất này, bong bóng không nổ tung mà nó sẽ nhỏ lại. Đó là một chất hoàn hảo
để tạo ra lực đẩy tự nhiên. Loại vật chất này có thể hấp thụ một số lượng lớn năng lượng từ các vụ nổ siêu tân tinh. Do vậy, nó được sử dụng để duy trì hố sâu nhân tạo. Mà nền văn minh cấp 4 đã kiểm soát hầu hết năng lượng của các ngôi sao trong vũ trụ. Với công nghệ kể trên, nền văn minh cấp độ 4 đã tới được rìa vũ trụ, nơi mà tưởng chừng là không thể vì khả năng giãn nở vô hạn của nó. Ở đó, họ sẽ thấy một khối hình đĩa khổng lồ có đường kính 93 tỷ năm ánh sáng. Đó chính là vũ trụ của chúng ta. Họ hào hứng vượt biên và tiếp tục đi đến phía bên kia của rìa vũ trụ để thấy những gì mà chúng ta cho là bất khả thi. Ở đó, chúng ta sẽ thấy được sự giãn nở của vũ trụ và chúng ta sẽ biết rằng vũ trụ là một không gian không ngừng mở rộng theo hình cầu với vòng lặp vô hạn. Nhưng các bước nhảy theo lỗ Jun vẫn không thể thoát khỏi vũ trụ này. Nền văn minh cấp 4 từng cảm thấy trống vắng, lẻ loi bởi sự phát triển của công nghệ dường như đã đi đến hồi kết. Vì vậy, hầu hết các nền văn minh cấp 4 ở giai đoạn này dần dần trở thành một nền văn minh suy thoái. Họ bắt đầu mở rộng lãnh thổ và chiến tranh triền miên, thậm chí sử dụng vũ khí tiên tiến để tiêu diệt các nền văn minh cấp thấp. Dần dần, hầu hết các nền văn minh cấp 4 cuối cùng sẽ biến mất. Chỉ một số ít các nền văn minh có thể vượt qua giới hạn của bản thân và đạt đến nền văn minh cấp 5. Nền văn minh cấp 5 là nền văn minh chuyển đổi không gian đa chiều. Đó là nền văn minh cấp thần, vượt qua giới hạn thời gian và không gian, kết hợp trí tuệ nhân tạo với nền văn minh của riêng họ. Nền văn minh cấp 5 đã được nâng lên một tầm cao mới trên bình diện tinh thần. Ý thức của tất cả các nền văn minh khác được tải lên, tạo nên một mạng lưới ý thức rộng lớn. Mạng ý thức này được tạo ra bởi siêu máy tính lượng tử và siêu trí tuệ nhân tạo, kết hợp với ý thức 100%. Mọi người có thể học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên trang mạng này. Họ cùng đóng góp vào sự phát triển của siêu trí tuệ nhân tạo. Trên đó, các ý thức độc lập trong vũ trụ sẽ va chạm với nhau và học hỏi kiến thức từ đối phương ngay lập tức. Từ đó sẽ tạo ra một lực kiến thức khổng lồ. Khi mạng lưới nhận thức này tiếp tục phát triển, nền văn minh cấp 5 đã đạt đến giới hạn mà nền văn minh vật chất có thể phát triển. Một vụ nổ siêu tân tinh ở mức năng lượng này không còn có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Họ chuyển sang một nguồn năng lượng lớn hơn. Với sự nâng cấp liên tục của mạng lượng tử, nền văn minh cấp 5 đã có thể nén nhiều ngôi sao làm một bằng cách điều khiển sự phân rã của các ngôi sao. Họ có thể nén rất nhiều ngôi sao, thậm chí thu nhỏ kích thước của chúng để chế tạo một siêu vũ khí mới với khả năng hủy diệt cả một nền văn minh. Vũ khí đó tương tự như vũ khí hạt nhân ở nền văn minh cấp 0 chúng ta. Tăng cường tinh thần của nền văn minh cấp 5 cũng làm cho họ đạt đến trình độ cao nhất của đạo đức. Chiến tranh không bao giờ xảy ra ở cấp độ này. Nền văn minh cấp 5 có thể kiểm soát sự sụp đổ của các ngôi sao, có nghĩa là bất kỳ ngôi sao nào cũng có thể bị nén thành sao neutron, để mỗi khi vụ nổ siêu tân tinh xảy ra sẽ buộc các nguyên tử kết hợp lại thành nguyên tố mới. Rất nhiều vàng bạc và bạch kim sẽ được sản xuất. Đồ trang sức bằng vàng bạn đang đeo bây giờ là được tạo ra bởi một vụ nổ siêu tân tinh hàng tỷ năm trước. Vì các vụ nổ siêu tân tinh cực kỳ hiếm, do vậy trong các nền văn minh từ cấp 0 đến 4, vàng là một trong những vật chất cực hiếm trong vũ trụ. Nhưng tới nền văn minh cấp 5 thì vụ nổ siêu tân tinh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có nghĩa là vàng đã trở thành thứ kim loại rất phổ biến. Các nền văn minh cấp 5 có thể sử dụng vàng làm vật liệu xây dựng thông thường thay cho sắt. Vật liệu này làm cho những công trình xây dựng trở nên rực rỡ và cực kỳ đẹp mắt. Để nền văn minh cấp 5 có thêm không gian phát triển, họ bắt đầu hợp nhất các sao neutron và hố đen. Hố đen thực chất là những thiên thể rất phổ biến. Trong vũ trụ, một thiên hà có hơn 100 triệu hố đen. Nhưng các sao neutron xuất hiện tự nhiên lại rất hiếm. Việc sao neutron hợp nhất với hố đen càng hiếm hơn. Vì các nền văn minh cấp 5 có thể kiểm soát thu thập năng lượng, thậm chí là thu nhỏ sao neutron. Do vậy, để sao neutron hợp nhất với hố đen là điều mà nền văn minh cấp 5 có thể làm được. Việc giải phóng năng lượng một ngôi sao neutron gần một lỗ đen được coi là sự kiện cực đoan nhất trong vũ trụ. Năng lượng được giải phóng trong sự kiện này tương đương hàng trăm triệu ngôi sao. Mức năng lượng này sẽ đáp ứng rất nhiều nhu cầu phát triển của nền văn minh cấp 5. Bên cạnh đó, công dân cấp 5 cũng cố gắng lấy năng lượng từ thiên thể đáng sợ nhất vũ trụ, đó là quả xà, hay còn gọi là chuẩn tinh. Chuẩn tinh là thứ đáng sợ nhất trong vũ trụ, là thiên thể mạnh nhất. Nó hấp thụ bất cứ thứ gì trên đường di chuyển, bao gồm cả các nền văn minh cấp 0 đến 4.
và ngay cả lỗ đen cũng không ngoại lệ. Chuẩn tinh thực ra là lõi hoạt động của một thiên hà. Nó là ngôi sao sáng nhất thiên hà. Tâm của chuẩn tinh là một siêu lỗ đen. Năng lượng giải phóng tương đương với dải ngân hà gấp 1.000 lần sản lượng năng lượng tất cả của các ngôi sao. Nếu so sánh năng lượng của vụ nổ siêu tân tinh trước chuẩn tinh thì giống như việc đốt pháo trước quả bom hạt nhân vậy. Do đó, nền văn minh cấp 5 tiếp tục duy trì sự phát triển. Họ chế tạo động cơ phản vật chất, khám phá không gian, tiến gần hơn tốc độ ánh sáng. Ở nền văn minh cấp 0 đến 4, người ta thấy rằng không gì có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Càng gần tốc độ ánh sáng thì khối lượng càng gần vô cực. Nhưng ở nền văn minh cấp 5, người ta nhận thấy rằng không thời gian xung quanh tàu vũ trụ có thể được gia tốc bằng tốc độ ánh sáng. Bằng cách này, khi tàu vũ trụ không di chuyển, không gian xung quanh chuyển động nhanh hơn tốc độ ánh sáng sẽ giúp họ trở về quá khứ. Bằng cách trên, những người trên tàu vũ trụ có thể trở về quá khứ, nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể tác động lên dòng chảy thời gian và đi vào khoảng thời gian đó. Điều đó có nghĩa là khi đạt đến nền văn minh cấp 5, bạn vẫn không thể thay đổi quá khứ, vì đó vốn là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, nó có rất nhiều lợi ích trong việc tìm hiểu về lịch sử. Khi đó bạn có thể tìm hiểu về một nền văn minh nào đó trong quá khứ, biết được điều gì đã xảy ra với họ. Đối với nền văn minh cấp 5, phim cổ trang sẽ sử dụng trực tiếp tư liệu từ những sự kiện có thật. Nếu như có cơ hội trải nghiệm dịch vụ này, bạn muốn xác thực điều gì nhất trong quá khứ? Hãy để lại câu trả lời của mình dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé. Trở lại với việc du hành thời gian của nền văn minh cấp 5. Nếu cùng một nguyên tắc, bạn cũng có thể du hành đến tương lai. Nhưng bạn vẫn chỉ có thể xem mà không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi nó. Nền văn minh cấp 5 có thể biến đổi trái đất từ không gian 3 chiều thành không gian 4 chiều. Họ có thể quay trở lại quá khứ của trái đất, cũng có thể đến tương lai của trái đất. Đây là điểm đáng chú ý nhất của nền văn minh cấp 5, đó là tạo ra cuộc sống, do cuộc sống gần như vô hạn và năng lượng không giới hạn. Họ đã bắt đầu ở một số thiên hà, tạo ra sự sống trên một hành tinh nào đó, đẩy một hành tinh cằn cỗi vào vùng có khả năng tạo ra sự sống giống trái đất và cho nó quay quanh một ngôi sao tương tự như mặt trời. Họ tạo ra bầu khí quyển và đại dương, rồi một sao chổi khác mang hạt sống của sự sống lao xuống đại dương. Và trong quá trình hành tinh này phát triển, sẽ có sự bảo hộ cũng như sự can thiệp thích hợp. Vì vậy, có thể hình dung rằng nền văn minh cấp 5 giống như các vị thần của nền văn minh cấp 0, 1 và 2. Họ đã tạo ra sự sống, hướng dẫn tinh thần và tâm linh cho con người. Điều này thật sự giống với các câu chuyện dân gian của chúng ta hiện nay phải không? Nhưng những vị thần đến từ nền văn minh cấp 5 này chắc hẳn cũng rất phân vân về việc họ có phải là cấp bậc cao nhất chưa? Câu trả lời của họ là chưa, vì còn có nền văn minh siêu việt hơn rất nhiều. Họ gọi đó là nền văn minh cấp 6, vũ trụ song song. Trên cơ sở nền văn minh cấp 5, nền văn minh cấp 6 có thêm một khả năng, đó là du hành đa vũ trụ. Nó cũng là một phần của nền văn minh cấp siêu thần. Một số lượng rất nhỏ các nền văn minh cấp 5 đã quay trở lại quá khứ. Họ thấy được những suy nghĩ tuyệt vời về nền văn minh cấp cao hơn của con người. Lấy cảm hứng từ suy nghĩ của nền văn minh cấp 0, đó là nếu bạn muốn phát triển lên mức độ văn minh cao hơn, thì cơ thể phải biến mất dưới dạng sóng điện tử. Để làm được điều đó, cần một dạng năng lượng đủ lớn và thuần khiết. Nó được gọi là năng lượng tối. Ngay từ nền văn minh cấp 0, chúng ta đã nhận thức được sự tồn tại của dạng năng lượng này, nhưng không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Sự tồn tại của chúng có thể được biết đến thông qua trường hấp dẫn. Điều này thực sự quá mơ hồ. Qua hàng tỷ năm nghiên cứu, chúng ta vẫn không thể tìm ra vật chất tối và năng lượng tối thực sự là gì. Vì vậy, ở nền văn minh cấp 5, mặc dù tất cả các nghiên cứu vật lý lý thuyết đã kết thúc, nhưng họ vẫn không thể tìm ra năng lượng tối. Việc tìm ra năng lượng tối nằm ngoài khả năng của họ. Trên thực tế, năng lượng tối tồn tại ở cấp độ cao. Chỉ các nền văn minh cấp cao hơn mới thực sự nhìn thấy sự tồn tại của năng lượng tối. Ở cấp độ đó, trọng lực có thể vượt qua không gian đa chiều. Vì vậy, các nền văn minh ở cấp độ thấp có thể cảm nhận được sự tồn tại của vật chất tối nhưng không thể làm gì khác được. Trong vũ trụ hiện tại, mọi thứ chúng ta có thể biết và quan sát là các ngôi sao và thiên hà. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 5% của vũ trụ là vật chất thông thường mà chúng ta biết, 25% là vật chất tối và tới 70% là năng lượng tối. Tiến hóa đến nền văn minh cấp 6, ở cấp độ cuối cùng thì họ đã tìm ra nó. Họ nhận ra
Thế lực thực sự thúc đẩy vũ trụ là năng lượng tối. Đây là nguồn năng lượng lớn nhất trong toàn cõi. Với sự giúp đỡ của năng lượng tối cao này, nền văn minh cấp 6 đã mở ra lối đi đến vũ trụ song song. Năng lượng tối cũng là nguyên nhân gây ra sự giãn nở của vũ trụ. Khi hai vũ trụ gần nhau, giãn nở đến mức va chạm vào nhau, sẽ tạo nên những ngôi sao đen siêu khổng lồ. Bằng cách đó, các ngôi sao đen đóng vai trò là bóng hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều các vũ trụ song song khác. Vì vậy, chính theo cách này, nền văn minh cấp 6 cuối cùng cũng có thể chứng minh sự tồn tại của thế giới song song, khám phá siêu không gian ngoài vũ trụ và có thể tự do di chuyển giữa các vũ trụ song song, một thế giới từng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Tại những thế giới này, họ có thể nhìn thấy vô số bản thân giống nhau trong các vũ trụ khác. Bạn cũng có thể nhìn thấy bản thân trong quá khứ của bạn. Thật điên rồ đúng không nào? Ở nền văn minh cấp 6, năng lượng và vật chất có thể chuyển hóa qua lại tạo nên vũ trụ độc lập. Khi du hành đến một thế giới song song khác, họ có thể thích ứng với các quy tắc vật lý của bất kỳ chiều không gian nào trong thế giới đó. Nền văn minh cấp 6 sẽ chuyển ý thức thành kinh nghiệm trong cuộc sống cho các nền văn minh cấp thấp. Họ nhìn thấy tương lai của cuộc sống ở một nền văn minh thấp hơn. Thiện, ác, nghèo đói hay giàu, tất cả sẽ được phơi bày trước mặt họ. Họ cũng có thể trải nghiệm qua những giấc mơ, niềm vui và nỗi đau của chính mình ở các nền văn minh cấp thấp. Họ dường như là toàn năng. Tất cả các nền văn minh giống như những con kiến trước mặt họ, mặc sức họ điều khiển theo ý mình. Họ có thể tạo nên nền văn minh cấp 5. Đấy là nền văn minh trước đó đã có thể tạo ra sự sống rồi. Vì vậy, họ còn trên cả cấp thần. Nhưng họ đã hiểu ra một điều, ngay cả khi mình có thể du hành đến tất cả các vũ trụ song song, số lượng vũ trụ song song đều có hạn. Điều duy nhất họ không hiểu là tại sao lại có giới hạn như vậy. Khi tất cả các vũ trụ song song lần lượt diệt vong, khi toàn bộ vũ trụ chết đi, quy luật vạn vật vẫn xoay quanh thành trụ hoại diệt. Không có gì có thể vượt qua quy luật tối thượng này. Dù nền văn minh cấp 6 đã dựa trên sự tồn tại của một cơ thể năng lượng gần như là vĩnh cửu, nhưng một khi tất cả các vũ trụ bị diệt vong, thì cái chết vẫn là điều đón chờ họ. Vậy còn nền văn minh nào tiến bộ hơn không? Liệu ở đó có sự bất tử hay không? Chúng ta có nền văn minh ở cấp cao nhất, đó là nền văn minh cấp 7. Đó là nền văn minh sáng tạo. Tất cả ý thức của nền văn minh này trở thành một thể thống nhất. Chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là ý thức. Không nền văn minh nào có thể đạt tới nền văn minh tạo hóa, bởi nền văn minh sáng tạo là sự tồn tại độc nhất. Nó không còn có thể được mô tả là nền văn minh nữa, chỉ có thể hình dung nó một cách trừu tượng về một đấng tạo hóa. Cấp độ sáng tạo là sự tồn tại độc tôn. Nó đã tạo nên tất cả thiên nhiên, tác giả của tất cả các quy luật tự nhiên. Nó đặt ra tất cả các quy luật vật lý, quy luật siêu hình, thế giới lượng tử và thế giới vĩ mô. Nó thật sự là vĩnh cửu. Nó tạo ra cuộc sống, tạo ra vũ trụ, năng lượng và năng lượng tối. Nó tạo ra tất cả mọi thứ. Mọi vật chất và năng lượng trong vũ trụ đều do nó tạo ra. Nó tạo ra một vũ trụ trong siêu không gian này. Lúc này, bạn đang suy nghĩ về nó giống tôi không? Đừng dừng suy nghĩ của bạn lại, hãy tiếp tục suy nghĩ. Bạn thấy gì không? Bộ não của bạn dường như là một nền văn minh cấp 7, nền văn minh của sự sáng tạo.